con hồ dâu, người đi ngoài phố cũng không ai thèm nhìn, dễ mặc đơn sơ còn cô dâu mới tóc không cài hoa, đâu có bao nhiêu đàn trai đàn gái đếm hơn hai chục bạn bè. Đây cũng tập trung những chuyên gia cố vấn trong nước quốc tế, rồi có những cái nguồn hỗ trợ. Đấy, thì bây giờ mình thì phải tâm cảm cái việc đó. Còn để mà giải tỏa cái tâm lý thì bây giờ vợ chồng ngồi với nhau mình tỉ tê, mình hỏi ảnh là chuyện của anh với lại cái người vợ cũ á nó như thế nào. Mình hỏi ảnh như vậy thì anh sẽ giải thích cho mình. Trên fanpage của chương trình, thính giả Mai Quỳnh Nga viết rằng: theo mình, bạn không nên ích kỷ. Là do chồng bạn ăn chơi, gái cú, nên vợ cả đã ly hôn. Nhưng khi ly hôn, không phải là cắt đứt tất cả các mối quan hệ bên gia đình chồng, bạn nhé. Nếu mình mà ly hôn chồng, mình cũng làm giống như cô ấy thôi. Vì đấy vẫn là bố mẹ của mình và ông bà của các con. Bạn Nana góp ý với nhân vật như thế này: mình thấy bạn hơi ích kỷ, bạn là người đến sau mà. Vợ trước là người biết suy nghĩ và có trách nhiệm, biết cách sống. Hai vợ chồng có thể ly hôn vì không hợp nhau, hay do người đàn ông bội bạc, hoặc vì lý do nào khác. Nhưng họ phải có trách nhiệm với các con, nên việc qua lại vì trách nhiệm không có gì là sai cả. Còn đây là ý kiến của bác Đinh Văn Vui ở tỉnh Nam Định. Việc này ý ra theo thì cháu đã quá biết rồi. Cháu không nên lăn tăn, không nên suy nghĩ. Theo ý bác, điều thứ nhất là cháu đã chính thức đăng ký kết hôn công đoàn chính quyền và gia đình bố mẹ anh em kinh nghiệm cháu chưa. Điều thứ hai là anh ta và bố mẹ anh em đối xử với cháu như thế nào. Nếu hai điều này đều trả lời là có và tốt thì cháu không nên suy nghĩ quan tâm với người vợ đã như này của anh ta. Cháu cứ sống cho tốt cộng đồng, có ích cho đời và xã hội, quý mến con chồng và con để nuôi dạy cho tốt. Bác tin rằng gia đình bản thân cháu sẽ hạnh phúc đầy ắp tiếng cười. Thính giả Huệ Minh cho rằng họ ly hôn, họ là người dưng.